Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh đọc truyện của Hoàng Yến. Mời quý vị đến với những câu chuyện kể tiếp theo về những chiến công của đội 67 N13 biệt động Sài Gòn qua tác phẩm Những người con dũng cảm của thành phố. Những câu chuyện này do câu lạc bộ truyền thống vũ trang biệt động đặc công Sài Gòn Gia Định ghi chép lại. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành. Câu chuyện Huỳnh Phi Long và những trận đánh được ghi theo lời kể của Huỳnh Phi Long. Khi tự nguyện đứng vào đội ngũ của những người chiến sĩ biệt động Sài Gòn Gia Định, đầu tiên tôi nghĩ là phải làm sao để mình được tồn tại. Vì chỉ có tồn tại thì mới đánh được địch. Thế nhưng, làm thế nào để tồn tại? Một câu hỏi luôn dây dứt ở trong tôi. Nhớ lại những năm quê tôi đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, những anh chiến sĩ về quốc đoàn nhờ rừng mà tồn tại. Còn tôi, những chiến sĩ biệt động sống như thành phố thì lấy đâu ra rừng? Thành phố chỉ có dân, dân là rừng. Vào rừng thì phải chọn cây, sống với dân thì phải chọn người. Tôi đến với rừng dân nghèo khổ. Tôi đã xác định cho mình mục tiêu của cách mạng là mưu lợi ích cho người nghèo khổ. Và nếu như mình làm cho họ cũng hiểu như mình thì họ sẽ tự nguyện tìm đến cách mạng. Nghĩ thì không khó, nhưng khi thực hiện thì thật không dễ dàng. Nhớ lại những ngày đầu đến đội nhận công tác, đội giao cho tôi việc thử thách ban đầu đó là mang một số truyền đơn rải ở bùng binh ngã sáu vào giờ đông người và nghẹt xe cổ. Tôi ôm bó truyền đơn bước đi, nhưng luôn cảm thấy như có ai đó bám theo. Hồi hộp và lo âu, rồi tôi mang số truyền đơn ấy về nhà. Đêm nằm trằn trọc suốt, tôi tự hỏi, sao mình không dám rải? Sợ à? Thấy ai mình cũng cho là địch đang bám theo mình, người nào mình cũng cho là người xấu, không tin. Vậy thì ai để mình tin? Những người dân đi trên thành phố hầu hết là những người lao động. Họ cũng đi kiếm sống như mình. Mình không tin họ, chẳng khác nào mình không tin vào anh em bè bạn, vợ con và chính bản thân mình. Suy nghĩ và từ đấu tranh, tôi đã thấy mình thanh thoát. Không đợi được đến sáng, tôi kẹp bó truyền đơn đi ra bùng binh ngã sáu đợi sẵn. Khi xe và người ở ngã sáu rất đông, tôi cắt ngang, vừa đi vừa tuôn truyền đơn trong người xuống. Thế là không ai bảo ai, họ nhặt truyền đơn giấu vào người, cất vào xe, mặc cho bọn cảnh sát rít còi inh ỏi. Chiều, tôi mua tờ báo tin tức buổi chiều ra đọc. Dở tờ báo ra, thấy có hàng chữ lớn: truyền đơn diệt cộng xuất hiện giữa ban ngày. Tôi suýt thét to lên vì sung sướng, nhưng kềm lại được. Tôi đã thắng một trận quyết định. Đó là trận đầu. Chiến thắng trận đầu không những đem đến cho tôi niềm vui, mà còn là một niềm tin mãnh liệt. Tôi tin ở tôi, tin ở những người bạn nghèo khổ. Tôi mang trong lòng niềm vui và niềm tin về đơn vị, xin được nhận nhiệm vụ. Đồng chí phụ trách đội nhìn tôi hồi lâu, rồi quàng một tay qua cổ tôi, thân thiết. Được, đội sẽ chính thức giao nhiệm vụ cho đồng chí. Thật là bất ngờ, ngoài dự tính. Tôi nhận nhiệm vụ là phải đánh diệt bọn cố vấn Mỹ ở khách sạn Metropole, thường xuyên đến ăn uống tại Ba Mỹ Hương, nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh, ngay tại trung tâm Sài Gòn. Chính ở vị trí quan trọng như vậy, nên bọn cảnh sát, công an nổi, công an chìm, túc trực canh gác suốt ngày đêm. Người Việt muốn lọt vào ba ấy không phải là chuyện dễ.
muốn đánh bọn Mỹ đến ăn nhậu thì cũng phải tìm cách lọt vào trong ấy. Tôi đã mò hết mọi đường, nhưng vô hiệu. Như mỗi buổi chiều, tôi đóng một bộ đồ thật đẹp, cởi chiếc Vespa. Đó là chữa xong cho chủ nhưng chưa trả. Rồi tôi đổ lại tại quán cà phê đối diện cái ba Mỹ Hương. Vừa gọi cà phê, tôi vừa liếc qua bên kia đường. Có một ông già, thoạt trông tôi nhận ra ngay. Đó là người ở quê lên thành phố. Ông đi chân đất, một tay xách đôi dép thái, một tay xách túi đệm, không rõ bên trong đựng những gì nhưng rất căng và nặng. Ông đang hỏi tên gác cửa ba. Đó là địa chỉ và đường đi thăm con. Con ông bị lính bắt và bị đưa ra quản trị. Nghe vậy, tôi liền dọt qua lộ đến với ông. Con bác có phải ở sư 18? Hay là... Hình như... Đó, đó. Vậy thì... Tôi lấy giấy và bút cẩn thận biên địa chỉ cho ông cụ, rồi dặn: bác đi đến chỗ đó, tìm các anh cảnh sát, đưa giấy này nhờ họ chỉ đường. Ông cụ cảm ơn rồi ra đi. Tôi quay lại nói với tên gác cửa: tội nghiệp ông cụ. Tên gác cổng có lẽ nghi ngờ gì ở tôi. Nó rả ánh đèn pin qua người của tôi. Tôi cười: đèn của ông bạn hết pin rồi đó. Đưa tôi xem nào. Vừa nói, tôi vừa cầm và mở chiếc đèn pin từ trong tay của hắn. Tôi sẽ cho ông bạn một lố pin loại này, đồng ý chứ? Tên gác cổng đang nghiêm nét mặt, dục nguễm miệng cười. Tôi mừng thầm. Vậy là mình đã làm quen được cái tên này rồi. Rồi tôi hẹn với hắn: chiều mai tôi sẽ đem pin lại ông bạn nhé. Hắn gật đầu chấp nhận. Tôi ra về, trong bụng mừng rang như người vừa bắt được của. Đêm ấy, tôi thao thức tính toán từng nước cờ tiếp theo. Buổi chiều, tôi dẫn đi trên chiếc Vespa và mướn được một bộ đồ đắt tiền hơn bộ đồ hôm qua. Tôi đậu chiếc xe bên này đường, ôm lốp pin đến gần tên cảnh sát gác cửa. Hắn ta vui mừng nhận quà và hỏi: thứ này ở đâu mà anh có nhiều vậy? Ôi, khối cha gì. Thằng bạn tôi ở sư đoàn 18, mỗi lần về thăm, nó mang hàng chục. Ồ, vậy là có tiền lắm đó. Thứ khác kia, còn cái thứ này có đáng là bao nhiêu? Tôi và tên gác cửa hỏi qua hỏi lại, quanh những món hàng Mỹ viện trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi khoe khéo: tôi nhận được thứ ấy qua những tên sĩ quan cao cấp mà tôi đã thân quen. Nghe chuyện, hắn càng khâm phục tôi và muốn được làm ní với nhau. Tôi phấn khởi nhận lời. Từ những lần gặp gỡ qua lại ấy, chúng tôi dần dần làm thân với nhau. Tôi thường xuyên đến với anh ta. Mỗi lần đến, không quên mang cho anh ta những món quà khá nặng ký. Tất nhiên, mỗi khi đến thăm là một lần để quan sát, đo đạc, cấu trúc, cung cách phục vụ, ăn uống và giờ giấc đi lại của những tinh Mỹ. Từ những lần thâm nhập ấy, tôi làm thành phương án đánh địch. Trong hai phương án, bỏ quên và cường tập, tôi chọn phương án 2. Nhưng đồng chí Ba Phong, bây giờ là đội trưởng của đội, thì không đồng ý. Anh cho rằng phương án 2 thực hiện rất nguy hiểm. Đồng chí đề nghị tôi tiến hành theo phương án bỏ quên, đặt trái ở hông nhà của ba. Tôi không nhất trí với phương án 1. Theo tôi, đặt trái hông bên nhà của ba, thổi vào sẽ bị bức tường cản, tác dụng của vũ khí sẽ bị hạn chế. Giả lại, để đưa đặt trái được vào hông tường, thằng địch chắc là không để yên cho mình. Tôi vẫn chấp hành lệnh của trên là phải đánh cho bằng được bọn cố vấn Mỹ vào ăn uống trong ba, nhưng bằng phương án là cường tập. Tìm mọi cách, mọi cơ hội, đặt cho được trái từ cửa thổi vào. Tôi nhận trái Boro 5kg
ở ngay bến xe Nguyễn Kiệm, trên đường Trần Quốc Toản, nay là đường 3 tháng 2, do chị Hai Kiểu giao liên của đội trao. Trái được cấu trúc và mang về nhà. Trước khi đem ra sử dụng, phải cấu trúc lại. Kẹp theo trái, anh Ba Phong còn gửi một khẩu côn tự tạo dùng để tự vệ. Nhưng tôi không nhận khẩu côn lắp bắn từng viên, bởi vì trái lựu đạn có tác dụng tự vệ tốt hơn nhiều. Trận đánh được tiến hành đúng 20 giờ ngày 29 Tết năm 1964. Từ nhà đến mục tiêu mất hết 40 phút. Tôi canh giờ vô ra 5 phút. Không bị cản trở, tôi đưa trái đến mục tiêu. Nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ của đồng hồ đeo tay khớp với đồng hồ nổ chậm trong trái. Còn đúng 5 phút. Xe vừa đến, cũng là lúc tên gác cửa ba dục chạy qua bên kia đường. Không rõ hắn có chuyện gì mà trong thái độ rất vội vã. Cái khoảnh khắc mà tôi hằng mong đợi không ngờ lại đến, và đến được đúng lúc. Thoáng thấy tên gác cửa ba rời chỗ, tôi đẩy vội xe của mình vào thay chỗ của anh ta. Chỉnh cho trái đúng hướng, tôi giọt sang bên kia đường. Chân vừa đặt được lên lề đường là tiếng nổ ầm vang lên. Tôi luồn qua hẻm này, chuyền qua hẻm khác, phóng một mạch về nhà. Vợ tôi đón tôi bằng hai hàng nước mắt sung sướng. Anh đã về. Trận đánh Ba Mỹ Hương là trận đánh đầu tiên đời lính của tôi. Sau trận thắng Ba Mỹ Hương, vợ tôi giữ tôi ở nhà. Nàng biết, một ngày mà tôi không đi chữa xe là gia đình có thể bị đói. Nhưng nàng lấy cân heo đất và trút hết số tiền bỏ ống mấy tháng nay ra bồi dưỡng cho tôi. Chỉ mấy tuần lễ mà người của tôi hốc hác, phờ phạc hẳn đi. Vợ tôi nuôi tôi như nuôi người bệnh nặng. Sức khỏe dần dần được phục hồi và máu chiến trường trong tôi lại bắt đầu nóng lên. Hai hôm sau, tôi giấu nàng, phóng xe về cứ. Có thể gọi mùa xuân năm 1964 là mùa xuân xuống đường. Học sinh, sinh viên, Phật tử xuống đường, công nhân, nhân dân lao động xuống đường, và các chiến sĩ biệt động của chúng tôi cũng xuống đường. Học sinh, sinh viên, Phật tử, công nhân và nhân dân lao động thét vang trên đường phố: "Đã đảo Mỹ Khánh!" Còn các đồng chí chiến sĩ biệt động của chúng tôi xuống đường bằng những trận đánh Mỹ vang dội khắp phố phường. Tôi náo nức vào trận cùng với bạn bè, đồng chí lập công. Trên giao nhiệm vụ cho chúng tôi là đánh sân tập Bình Thới. Sân tập Bình Thới là nơi bọn cố vấn Mỹ huấn luyện lính Việt Nam mặc áo giáp Mỹ, đàn áp, đánh đập những người xuống đường đấu tranh đòi cơm áo và tự do. Do tính chất quan trọng đặc biệt như vậy, nên sân tập Bình Thới được bố trí hết sức nghiêm ngặt. Các con đường, các ngã ba, ngã tư vào sân, chúng đều cho bố trí canh gác và công an chìm nổi lượn chung quanh. Hơn một tháng nhận nhiệm vụ, tìm cách tiếp cận, quan sát, nhưng... Một buổi sáng sớm, tôi bày thùng đồ nghề chữa xe ra bên lề của ngã tư đường. Lấy ổ bánh mì thịt mà vợ đã gói sẵn, ngồi nhai trên nắp thùng. Một tiếng nổ bóp làm cho tôi giật mình quay lại. Chiếc xe đẩy chở đầy sách báo. Một bánh bị nổ ruột. Cô gái mặc bộ đồ dài trắng học sinh thất vọng nhìn chiếc xe của mình hơi nghiêng về một bên. Thấy vậy tôi ngưng ăn, xách đồ nghề chạy đến. "Yên trí, tôi sẽ hàn ngay ruột xe cho cô." Cô gái hơi e ngại, giờ như không để ý đến thái độ của cô. Tôi kích xe lên, nại giỏ và kéo ruột ra. Ruột xe bị thủng một lỗ khá to. Vì là nghề sống của mình nên tôi làm rất nhanh. Chẳng mấy chốc,
ruột xe được giá xong. Chiếc xe cùng với chủ của nó đi vào chỗ đậu. Ngỡ bến của xe ở đâu xa, nào ngờ chính nơi tôi đang đổ đồ nghề. Tôi xin lỗi cô gái và hốt tấm ni lông đồ nghề định bước đi, nhưng cô ấy ngăn lại. Anh vẫn ở chỗ ấy, có gì mà... Rồi cô gái trao cho tôi tờ báo, tôi cầm lấy. Cô bán báo, chắc là thường đọc báo, vậy cô thích đọc tờ báo nào? Dân, tôi đọc rất nhiều tờ báo, nhưng thích nhất là đọc tờ Liên Á. Anh có thường đọc tờ Liên Á hay không? Thú thật, tôi chưa có đọc. Tờ Liên Á nói gì ở trong ấy? Không biết anh có thích tờ Liên Á hay không? Chứ em, thì em rất thích những người mà tờ Liên Á đề cập đến. Những người ấy là bậc vĩ nhân, như là Thủ Khoa Hưng, Thiên Hộ Dương, Trương Công Định. Những người làm việc nghĩa. Tôi chưa đọc báo, nhưng tôi đã đọc được trong lòng của cô gái. Cô thích người xưa làm việc nghĩa. Tất nhiên cô cũng sẽ thích người đời nay làm việc nghĩa. Từ sơ đến thân, tôi biết tên cô là Hạnh. Hạnh quê ở Ba Tri, Bến Tre. Mẹ mất sớm, Hạnh sống với người cha. Cha sống bằng nghề viết báo. Ông dì một bài báo đã kết ông Diệm nên đã bị chính quyền bắt tù và đánh đập tàn nhẫn. Ra tù, ông bị tàn phế. Cô phải bán báo để mà nuôi cha. Biết nhà cô nằm sát đường đai bao quanh sân tập, tôi xin phép cô đến nhà thăm ông cụ. Cô chấp nhận. Ông cụ nằm trên giường đặt ở góc nhà. Giới thiệu tôi với ông già xong, cô bước vào buồng. Tôi vội quậy trở ra đường mua một ít quà. Ông cụ nhận quà nhưng không tỏ vẻ vui. Trao quà cho ông, tôi tranh thủ lướt nhanh khắp lượt ngôi nhà và dừng lại ở cửa sổ. Ôi, thật là bất ngờ. Từ cửa sổ nhìn ra, tôi thấy gần như toàn bộ sân tập Bình Thới. Mục tiêu tôi đã mất phải nhiều ngày, nhưng không đến được. Tôi tìm cách hỏi khéo. Cụ ở Bến Tre lên đây được bao lâu rồi? Sân tập Bình Thới này có từ bao giờ? Bọn lính gì tiến hành tập luyện ở đây? Giờ giấc ra sao? Qua làm quen và đi thăm gia đình cô gái, tôi đã biết những đường ngay ngõ tắt quanh khu vực sân tập và phát hiện ra người đi vào khu vực này tự do và dễ dàng là những anh chàng mua dây chai, lông dịch. Hôm sau tôi không sửa xe mà làm người đi mua dây chai, lông dịch. Tôi tìm hai cái sọt, rào sau xe. Trước khi đi vào khu vực ấy, tôi mua một số dây chai, lông dịch thật, bỏ vào trong hai cái sọt. Cứ thế, tôi đi khắp ngõ ngách quanh khu vực sân tập. Tiến hành nhiều lần quan sát như vậy, cuối cùng tôi vẽ sơ đồ thành phương án đánh địch. Trừ những hôm tôi phải đi mua dây chai, lông dịch hay là đi ra cứ trình phương án, hàng ngày tôi vẫn ngồi ở góc đường chữa xe cạnh cô Hạnh bán báo. Một hôm, nhưng lúc vắng khách, Hạnh đọc cho tôi nghe một bài phím luận đăng trong một tờ tuần báo. Nội dung bài báo nói về một tên độc tài ngày xưa. Để bảo vệ chế độ của hắn, tên độc tài đã lệnh đàn áp, bắn giết không trừ một ai, kể cả vợ con hắn, nếu dám phản đối hắn. Nhưng lịch sử đã ghi rõ, không một sự tàn bạo nào có thể cứu vãn được nền độc tài. Tôi giờ vui miệng hỏi cô. Thế theo cô, chế độ Sài Gòn có độc tài hay không? Độc tài quá đi chứ. Chế độ Sài Gòn độc tài, sao nó vẫn sống? Đó là nó chưa chết đó thôi. Ai đánh mà nó chết? Thì mọi người. Nhưng trong đó có cô hay không? Có. Chứ, ủa, sao anh? Cô gái nhìn tôi dò xét và bất thần, cô đẩy vội chiếc xe chở báo của mình đi. Cô Hạnh. Tôi gọi,
nhưng cô không nhìn lại. Thế là tôi cũng dễ dàng thu xếp đồ nghề của mình rồi dong. Ít hôm sau, Diệu thấy tôi, Hạnh ngồi giật. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh! Tôi dè xe lại. Cô đến đứng sát bên người tôi. Cô nói như sợ người đi đường nghe thấy. Anh Huỳnh, anh cho em theo là một chiến sĩ diệt độc tài giới. Từ đó, Hạnh trở thành cơ sở của tôi. Gia đình cô là chỗ cất giấu vũ khí để tôi chuẩn bị tiến hành đánh sân tập Bình Thới. Cũng chính Hạnh là người canh gác cho tôi thực tập, mang trái đưa vào trận địa. Hôm tiến hành đánh thật, tôi cũng báo để Hạnh canh gác. Tôi chở trái đã cấu trúc sẵn, đặt trong một chiếc cần xé, trên phủ đầy da chai và lông dịch. Tôi đưa xe đi ngang qua chỗ cô Hạnh đứng gác. Cô chào tôi và động viên tôi bằng mắt. Tôi cũng đáp lại bằng mắt. Bốn mắt gặp nhau, niềm tin cháy rực trong lòng mỗi người. Tôi đưa trái vào trận địa, chỉnh tâm điểm đúng như vị trí mà bọn cảnh sát đang tập trung. Đưa đồng hồ lên xem, chỉ còn đúng 20 phút nữa là trái DH-10 sẽ gầm vang. Giơ tay lấy tờ báo tôi mới mua và để nó trên chiếc cần xé lông dịch, bước nhanh sang đường. Vừa lách vào một con hẻm thì một tiếng nổ dữ dội. Ầm. Gặp tôi, Hạnh tía lia. Cứ tưởng như mấy lần trước anh giả bộ, nào ngờ tiếng nổ làm em hết hồn. Bọn cảnh sát chết la liệt, xe hồng thập tự của chúng 3-4 chiếc đi lại như thoi đưa. Sau các trận thủ đao ở ấp Bắc, Bình Giã và Đồng Xoài, cuộc chiến tranh đặc biệt do Mỹ tiến hành đã phá sản. Hoa Kỳ đã tiến thêm một bước, đưa quân chiến đấu Mỹ trực tiếp thay quân Ngụy và để cuộc chiến ở miền Nam thành chiến tranh cục bộ. Hơn nửa triệu quân chiến đấu Mỹ trực tiếp tham chiến ở hầu khắp trên các chiến trường. Cùng lúc với binh lính, các bang, bộ chỉ huy đủ các binh chủng của Mỹ cũng ùn ùn kéo vào miền Nam. Sài Gòn, thủ đô của Ngụy quyền miền Nam, là cái túi khổng lồ đựng các bang, các bộ chỉ huy, binh đoàn, sư đoàn, lữ đoàn và các binh chủng kỹ thuật khác thiện chiến của Mỹ. Những ngày này, máy bay hạng nặng, những chiến hạm tới tấp đưa người và trang bị chiến tranh vào Sài Gòn. Sài Gòn chật ních người và xe cộ Mỹ. Các khách sạn, building, cư xá đầy ắp lính và sĩ quan Mỹ. Trên đường phố Sài Gòn, bọn Mỹ nghênh ngang đi lại, tự do làm tất cả những việc bỉ ổi mà những tên xâm lược Hoa Kỳ đã từng làm. Đánh Mỹ là mệnh lệnh của con tim mọi người dân yêu nước. Nghe theo mệnh lệnh của con tim, những chiến sĩ biệt động, chúng tôi tiến hành đánh Mỹ ở khắp mọi chỗ, mọi nơi. Đánh Mỹ ở cư xá, đánh Mỹ ở hotel, nhà hàng và ở bất cứ nơi nào có tên xâm lược Mỹ. Năm 1965, không có ngày nào phân đội của chúng tôi không ra trận. Chúng tôi đánh lựu đạn vào xe Mỹ ở đường Nguyễn Giai, đánh Mỹ trên đường sắt Trung Dũng, Gò Vấp, đánh diệt Mỹ trên đường Nguyễn Thái Học, Gia Định. Khi thì tôi và đồng chí Trọng, khi thì tôi và đồng chí Thành, người lái xe, người chuẩn bị sẵn vũ khí, thấy Mỹ là hành động ngay. Một lần, tôi và đồng chí Trọng cởi con ngựa sắt, rong trên đường Nguyễn Thái Học, thì trông thấy một chiếc xe chở đầy lính Mỹ, chạy cùng chiều. Trọng la lên. Lính Mỹ! Lập tức tôi lái xe tăng hết ga đuổi theo. Khi xe của chúng tôi bắt kịp chiếc xe chở lính Mỹ, Trọng tung quả lựu đạn chính xác vào thùng xe. Lại một lần khác, tôi và đồng chí Thành đang rong xe trên đường Nguyễn Thái Học, Gia Định, thì một chiếc xe vận tải nhẹ chở đầy lính Mỹ chạy ngược chiều xe tôi. Tôi lập tức cho xe quay lại,
tắt qua ngã ba cây thị và đường Lê Quang Định phục chờ. Khi chiếc xe chở lính Mỹ xuất hiện, chúng tôi mỗi đứa một trái lựu đạn ném chính xác vào mục tiêu. Hơn 10 lính Mỹ đền tội. Còn biết bao trận đánh Mỹ hào hùng mà đã hơn 1/4 thế kỷ đã qua, giờ nghĩ lại khó lòng nhớ hết. Duy chỉ có một điều tôi không bao giờ quên. Đó là chúng tôi luôn có mặt khi thành phố gọi đến tên mình. Những ngày ấy, mỗi khi nhớ lại, lòng mình thấy nao nao. Vợ mình là một người phụ nữ đặc biệt, chịu mọi gian khổ, chấp nhận mọi hy sinh. Cái mà nàng mong đợi là chồng lập nhiều chiến công. Chuyện cũng khá vui. Mỗi lần tôi đẩy xe ra, khoác vào người chiếc kaki Mỹ rộng thùng thình mà nàng đã dành dụm tiền mua cho tôi, là nàng biết ngay. Mình ra trận đó phải không? Đánh giùm em một trái nghe mình. Nàng nói và lấy từ trong túi ra một trái lựu đạn trao cho tôi. Tôi cười. Ủa, ở đâu vậy nè? Được, nhưng còn con. Trận này mình đánh giùm em. Trận sau, mình hãy đánh giùm cho những biệt động con, cũng không muộn. Nàng nói, rồi quay dội để giấu những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt pha trộn giữa buồn, vui và những nặng trĩu lo âu của một người vợ tiễn chồng ra trận. Tôi ghì chặt nàng vào lòng. Anh không bao giờ chết. Anh mãi mãi là của em. Hôm ấy trên đường về, tôi ghé qua thùng thơ mật. Thơ gọi về hợp tứ, sơ kết đợt đầu ra quân và nhận nhiệm vụ mới. Tôi về báo lại với vợ, sáng sớm ngày mai lên đường. Vợ tôi không lo lắng gì. Lần này đi như bao nhiêu lần khác. Nhưng nàng chỉ nhờ tôi một việc, xin các anh ấy cho nàng một quả lựu đạn. Tôi ngạc nhiên hỏi lại nàng. Nàng trả lời là để trả trái lựu đạn mà nàng đã mượn trong khạp lựu đạn của tôi. Tôi nói, vậy thì tôi tặng cho nàng cũng được rồi. Nhưng nàng từ chối. Anh đã cho em nhiều rồi. Súng, đạn, lựu đạn và cả một biệt động con. Nàng liếc nhìn cái bụng hơi nhú cao lên của nàng. Lần đi ấy khi trở về, tôi nhận nhiệm vụ. Đó là điều nghiêng để đánh nhà hàng Mỹ Cảnh. Nhà hàng Mỹ Cảnh là nhà hàng nổi duy nhất nằm trên sông Sài Gòn, tại bến Bạch Đằng đầu đường Hàm Nghi. Bờ sông là con đường Bạch Đằng, nối dài đến bến Chương Dương. Phía tây đường Bạch Đằng thuộc quận 1, nơi đặt nhiều dinh thự, công sở của Mỹ Ngụy, như nhà hàng Majestic, sứ quán Hoa Kỳ, phòng thông tin Mỹ, nhà hàng Caravan, khách sạn Brink. Phía đầu trên con đường Hải quân là Bộ Tư lệnh Hải quân đóng giữ, cách nhà hàng Mỹ Cảnh khoảng 300 mét. Bên kia sông là Thủ Thiêm. Cách nhà hàng 60 mét là bến đò Thủ Thiêm. Người qua lại đò thưa thớt vì thường xuyên bị chặn xét. Trên sông thì bo bo tàu tuần của hải quân túc trực đêm ngày. Trên bờ luôn có hai cảnh sát, tiểu liên cầm tay. Rồi còn có công an chìm, công an nổi. Và cứ 15 phút thì có một chiếc xe an ninh tuần tiễn qua đoạn đường này. Các đầu đường đổ ra đường Bạch Đằng như đường Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ đều có quân cảnh Mỹ diệt từng tổ đứng gác. Cách khoảng 100 mét từ Tây Bắc là bót cảnh sát quận 1 và về Tây Nam là bót cảnh sát quận 2. Nằm gọn trong dòng đai phòng thủ dày đặc và nghiêm ngặt nên bọn Mỹ, hầu hết là bọn sĩ quan, bọn cố vấn, bọn CA cảm thấy yên trí. Chiều chiều, khoảng từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, chúng tập trung đến nhà hàng ăn nhậu. Muốn nhìn thấy được bên trong nhà hàng, tôi phải đóng một anh chàng giàu có, mặc bộ đồ kẽn, đi xe gắn máy tân thời,
đến quầy bán thuốc lá mua một bao loại đắt tiền nhất. Tôi vừa từ từ châm lửa đốt thuốc, đôi mắt thì vừa tranh thủ chớp. Đâu là nơi khách ngồi ăn uống, đâu là nơi nấu nướng, phục dịch. Khi đặt trái thì hướng trái vào đâu? Tôi chưa đốt được điếu thuốc là bọn cảnh sát đến. Gần 2 tháng liền tôi mới vẽ xong sơ đồ, hoàn thành phương án đánh địch. Đồng chí Ba Phong thay mặt đội duyệt kế hoạch, cung cấp vũ khí cho chúng tôi. Trái được đưa từ cứ đến cầu muối. Tôi và đồng chí Tám Sâm đón nhận, câu trái và đưa thẳng vào trận địa. Trời Sài Gòn hôm ấy rất đẹp, bầu trời không một gợn mây. Tôi và đồng chí Tám Sâm đứng trên cầu, nhìn dọc theo dòng sông. Ghe, tàu, thuyền chen nhau đầy một khúc sông dài. Anh Tám Sâm nhìn thấy trước, anh lai tay tôi và chỉ. Kìa! Theo tay anh, một chiếc ghe mui lợp lá dừa phơi dừa mới héo, nên màu không vàng mà cũng không xanh, trông khác thường so với hầu hết các mui ghe khác. Chiếc ghe từ từ đậu vào nơi mà chúng tôi đã định trước. Ghe cập bến, người chủ ghe xốc sào, buộc dây, rồi bước lên bờ, lẫn vào dòng người đi chợ. Đồng chí Tám Sâm đứng trên cầu canh, còn tôi thì xuống ghe, nhận và câu giờ cho trái. Hai trái DH-10 được giấu trong chiếc cần xé trên phủ trái cây. Chở hai trái DH-10 đến chúng tôi là nữ đồng chí Kiều Nương. Tên thật là chị Sáu Lan, vợ của anh Hai Phấn, bộ đội tập kết ra Bắc trở về. Tôi xuống ghe, tấp lớp trái cây lên. Vừa nhìn thấy trái mìn thì một bạn hàng đâm ghe lại và nói. Ghe bán gì đó, trái cây hả? Tôi vội vàng đậy lại và trả lời. Không, không, trái cây tôi không bán. Có lẽ tôi nói hơi sẵn, bà bạn hàng hứ một cái rồi bỏ đi. Để mà giọng đi. Tôi lại giơ mớ trái cây ngụy trang ra, vừa chuẩn bị câu dây đồng hồ thì một người bạn hàng khác cặp ghe lại và hỏi. Thứ gì đây mà không ghé bến? Không không, tôi không bán. Tôi vừa nói vừa lấy người che khuất trái. Người bạn hàng hờn mát. Người ta có giật đâu mà sợ. Nối dây xong, tôi đưa ngay lên bờ chở đi. Sắp đến mục tiêu, tôi dở ra kiểm tra lại. Ôi, kim đồng hồ không cánh mà bay. Tôi nói nhỏ với anh Tám Sâm. Anh Tám Sâm bàn định trận đánh lại. Tôi đứng đấy giữ hàng, còn anh Tám Sâm thì chạy đi gọi chị Kiều Nương, trả trái lại cho chị ấy. Tám Sâm đi rồi, tôi phải đứng giữ hai cần xé trái cây để ngay giữa đường. Không biết bao nhiêu là kẻ qua người lại. Người nào cũng ghé bươi tìm rồi bẻ thử. Tôi phải luôn miệng. Không không, tôi không bán. Phải đứng đợi như vậy, anh Tám có đuổi bắt kịp ghe của chị Kiều Nương thì cũng phải mất ít nhất là một tiếng đồng hồ. Trong hơn một tiếng đồng hồ ấy, biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra. Tôi nghĩ vậy và quyết định chuyển hàng lên bến ghe cơ sở mà tôi dẫn đầu. Tôi gọi chiếc xích lô mái, cùng khiêng hai cần xé lên xe với bác Tài. Cho tôi tới cộng mạc. Nếu tôi chưa đến kịp, ông gửi cho tiệm nào đó, tôi đến sẽ trả tiền lại cho họ. Dặn dò xong xuôi, xe rồ máy. Chiếc xích lô đi trước, tôi bám theo sau. Xe chúng tôi đi trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Đại lộ Trần Hưng Đạo hôm ấy không rõ có chuyện gì mà cảnh sát đứng thành hai hàng, từ Sài Gòn đến Chợ Lớn. Xe vừa lên tới dốc cầu Chữ Y, tôi đã phát hiện ra giữa cầu có một tớp cảnh sát đang chặn hỏi và bắt những người ở tuổi thanh niên. Bọn chúng đang bắt quân dịch. Ông tài xế lái xe xích lô quá tuổi quân dịch nên đã dông trước. Tôi còn trẻ, đang ở độ tuổi quân dịch. Gặp tôi chắc là bọn chúng không tha. Giả lại trong túi quần của tôi hãy còn khẩu súng và băng đạn. Tôi quay xe lại, phóng thẳng về đường Hậu Giang. Tôi ghé qua nhà của cơ sở, cất khẩu côn
rồi phóng thẳng đến cầu mạc. Xuống ghe một cơ sở, nằm sắp nhìn lên bờ. Bây giờ tay tôi mới sờ túi quần, giật mình. Băng đạn rời của khẩu côn vẫn còn trong túi. Tôi giấu nó vào một chỗ kín. Nhìn lên thấy bọn cảnh sát đang lăng xăng, khui cần xé trái cây để lấy hai trái DH10 mà ông già xích lô mái đã gửi cho bà chủ tiệm. Bà chủ tiệm moi lấy trái cây thì phát hiện ra và báo với cảnh sát. Tôi tặc lưỡi, hối tiếc cho hai trái DH10. Kiểm điểm thiếu sót để mất trái, đồng chí Ba Phong thay mặt đội góp ý. Chúng ta không dự kiến đến tình huống ấy có thể xảy ra. Còn tôi, để sửa chữa thiếu sót, tôi hạ quyết tâm phải đánh cho bằng được mục tiêu nhà hàng Mỹ Cảnh, dù có phải hy sinh. Lần này, đội cử đồng chí Kiều Xuân chuyển cho chúng tôi hai trái DH10. Tôi nhận và chuyển lên nhà cơ sở, nhà số 41/28, phường 15, quận 4, do anh Nguyễn Văn Phước làm chủ hộ. Ngôi nhà ba gian, lợp tôn, vách dán, nền nhà ngập nước. Trong nhà, tôi đã xây sẵn một cái hầm bí mật chứa vũ khí. Đối diện với ngôi nhà của anh Phước là nhà của người liên gia trưởng. Tôi phải luôn cảnh giác. Nhưng so với để trái dưới ghe, câu dây, đấu kiếp thì yên tâm rất nhiều lần. Giả lại bao quanh nhà của anh Phước là dãy nhà của anh em công nhân khuân giác cảng, có truyền thống yêu nước. Tôi xếp đội hình chiến đấu. Tôi mang một trái đặt vào vị trí đã chọn sẵn. Trọng, tự là rẫy. Thì mang trái thứ hai. Anh Tám Sâm có trách nhiệm đưa chiếc xe gắn máy đến một vị trí thích hợp, để khi tôi hoàn thành công việc của mình, sẽ nhảy lên xe rút. Còn về đội hình tiến quân, tôi đi trước, qua cầu Khánh Hội. Nếu bó cảnh sát đầu cầu chẳng xét, thì đồng chí rẫy có nhiệm vụ là kéo nụ xòe, diệt bọn cảnh sát ở bót ấy. Còn đồng chí Long thì lao tới mục tiêu đánh cường tập. Đến đầu cầu Khánh Hội, thấy 5 tên cảnh sát, 2 tên công an chặn xét những người qua lại. Tôi dừng xe, ngoái nhìn đồng chí rẫy. Xe anh cũng vừa đến. Quan sát thấy số người dân bị chặn xét đông, bọn cảnh sát và công an bị che khuất, tôi liền mở hết ga phóng qua cầu. Do bất ngờ lại quá nhanh nên bọn cảnh sát chưa kịp phát hiện, tôi đã đến bên kia cầu. Xe rẫy cũng bám theo tôi. Chúng tôi đã lọt vào phạm vi của trận địa. Tôi và rẫy tách ra, mỗi người đi vào vị trí như đã định trước. Khi xe tôi gần chạm mục tiêu thì đụng phải 2 chiếc xe bọc thép đang nép mình sát lề đường, nằm cặp phía bờ sông. 2 nòng khẩu Trọng Liên trên nóc xe chọc thẳng ra mặt đường sẵn sàng nhả đạn. Tôi phớt tỉnh ăn lê, cho xe vào vị trí cách quầy thuốc lá khoảng 2 thước. Căng trái đúng mục tiêu, ung dung vừa đi về vừa móc tiền ra mua bao thuốc lá. Trả tiền xong, tôi liếc nhanh những tên cảnh sát vẫn đi đi lại lại trên đường xuống nhà hàng. Tôi lách người bước vội đến công viên, cách đó khoảng 5 mét. Anh Tám Sâm đã để xe đợi sẵn. Tôi lên xe và lạng xe về phía đồng chí rẫy, cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ đang đứng đợi. Rẫy thoát lên xe, tôi tăng mạnh ga. Đi vừa tới đường Nguyễn Huân thì trái DH10 phát nổ. Rẫy ngồi phía sau bấm tôi, tỏ sự vui mừng. Tôi càng cho xe chạy nhanh hơn. Vừa tới bùng bên Nguyễn Huệ, trái đánh bồi do rẫy bố trí cũng gầm lên. Về đến nhà, đứa con gái đầu lòng của tôi hãy còn thức. Bé đang cặm cụi viết vẽ một cái gì đó. Thấy tôi về, bé bỏ bút chì ù chạy ra. Ba, ba! Tôi bế con và đi thẳng vào nhà. Tôi định thả nó xuống, nhưng nó ôm chặt lấy cổ tôi và thỏ thẻ. Ba ơi, ba cho con tiền đi học, con ăn sáng nghe ba. Sao con không xin mẹ? Mẹ nói mẹ không có, đợi ba về xin.
Thôi được, để ba, con đứng xuống đi. Tôi thọc tay vào túi, không còn đủ tiền cho con. Được rồi, con ngủ đi, mai ba sẽ cho con tiền ăn sáng. Con bé ngoan ngoãn vào màn. Bây giờ vợ mới đến bên tôi và nói: tôi muốn để nghe coi cha con ông nói gì với nhau, những chuyện sau chiến thắng. Chuyện gì, bà nghe hết rồi. Nó xin tiền ăn sáng đi học. Tôi nói sao con hỏi mẹ, thì nó nói nó hỏi rồi, nhưng mẹ không có tiền cho. Có phải vậy không? Thì anh biết rồi đó. Em thì đi chợ ngày nào thì hết ngày ấy. Hôm qua định đi chợ, nhưng trong người thấy khó chịu nên em không đi. Bộ cái thai hành, hay liệu có chờ được? Tắm xong, tôi lấy thùng đồ nghề đi ra phố. Vừa chữa xe, vừa xem xét tình hình. Xem bọn chúng có phản ứng gì không, và phản ứng ra sao. Vợ biết ý, thấy tôi đi, nàng buồn buồn nhìn theo. Tôi đến một góc ngã tư đường, trải tấm ni lông, bày những dụng cụ sửa xe ra và đón khách. Người khách đầu tiên đưa xe đến là một ông già, có bầu râu quai nón đã bạc. Dựng chiếc xe vào lề đường, ông ta tỏ vẻ quan trọng hỏi tôi: chú có hay biết gì chưa? Không đợi tôi trả lời, ông ta nói tiếp: cái nhà hàng Mỹ Cảnh tiêu rồi. Chào ôi, cái ông Việt Cộng mới giỏi làm sao? Công an, cảnh sát, lại có cả hai xe bọc thép đậu ngay trước bến lên xuống của nhà hàng. Ấy vậy mà các ông giàu mang cả hai trái mìn to, đánh sụm cái nhà hàng to nhất ở trên sông. Còn chết thì... Ông khách hàng kề sát vào tai tôi và tiếp tục nói: nghe đâu toàn là bọn CA. Ông nói cứ nói, tôi vừa làm vừa phỏng đoán xem kết quả ra sao. Bọn Mỹ chết là loại sĩ quan gì? Tôi không ngờ đêm tiến hành đánh, bọn chúng lấy nhà hàng Mỹ Cảnh làm nơi hội họp của bọn CA, nên tăng cường canh gác với đủ loại sắt lính, kể cả bọc thép. Đêm ấy, tôi chữa nhiều xe và thu được một số tiền kha khá. Gần đến giờ thiết quân luật, tôi mới về. Về đến nhà, con gái đã ngủ say, chỉ có vợ đang để đèn chờ tôi. Sao em không ngủ, khuya rồi? Có lần nào anh đi, em ở nhà mà ngủ được đâu. Giờ thì anh về rồi, em ngủ đi. Tôi vừa nói vừa dìu nàng vào buồng. Đêm ấy, tôi càng hiểu thế nào là tình nghĩa vợ chồng. Tôi và vợ đã có nhau một đứa con và chuẩn bị cho ra đời đứa thứ hai. Chúng tôi chỉ có nhau cái mặn mà của tình chồng vợ. Nhưng khi tôi tham gia cách mạng, tình nghĩa ấy được nhân lên rất nhiều lần. Nàng không chỉ sống cho tôi, cho con, mà nàng còn sống cho anh em, bạn bè của tôi, sống cho cách mạng. Nàng hiểu tôi, yêu tôi và tất cả cho tôi chưa đủ, mà nàng còn yêu tất cả những gì tôi yêu. Cách mạng đã đến với nàng qua tôi. Những việc làm của tôi, nàng coi như là việc của cách mạng. Nàng đồng tình, ủng hộ và tham gia. Tôi là người đàn ông trụ cột của gia đình. Khi lấy tôi, tất cả nỗi lo gia đình nàng đều giao cho tôi, một người đàn ông. Nhưng khi biết tôi tham gia cách mạng, thì nàng trở lại cái nghề mua gánh bán bưng. Tôi hỏi vì sao, nàng đáp gọn: có lúc rồi em cũng phải làm chủ gia đình này. Từ khi đứng vào hàng ngũ cách mạng, ít khi nào tôi được làm trụ cột gia đình mà trước đây mình đã làm. Tôi đi suốt, nào là đi học, đi họp, đi tìm địch mà đánh. Nàng ở nhà với các con, lo toan cho con, lo liệu cho gia đình. Nàng trở thành trụ cột gia đình. Nàng không chỉ lo cho con, cho gia đình, mà còn lo cho cả tôi. Chiếc áo kaki Mỹ rộng thùng thình mà tôi vẫn mặc mỗi khi ra trận, tuy không khít khao vừa dặn với thân hình của tôi,
nhưng lại rất thuận tiện cho việc giấu lựu đạn, dao găm hay súng ngắn. Và nhất là ẩn giấu trong cái tình nồng ấm mà tôi không lúc nào muốn xa nàng. Tôi mặc chiếc áo ấy trong suốt những năm tháng đánh Mỹ đầy gian khổ. Có nó, dù phải ngủ ngoài hiên trong mưa bão, dù phải nằm giữa rừng trong đêm lạnh, tôi vẫn thấy ấm áp như luôn có nàng. Tháng 7 năm 1965, tôi nhận nhiệm vụ, lại phải xa nàng. Trước đó không lâu, trong lúc đi tìm địch, bất ngờ khoảng 16 giờ trên đường Võ Tánh, nay là đường Hoàng Văn Thụ, tôi thấy rất đông bọn Mỹ và sĩ quan Ngụy đứng chật một khúc đường. Hai chiếc xe buýt chạy đến đổ lại. Bọn Mỹ và sĩ quan Ngụy ào ào lên xe. À, sao lại có chuyện ngược đời, cửa chính không đi mà lại đi cửa hậu? Thế là tôi bám theo sau. Và đã thành quy luật, 7 giờ 20 phút thì xe đến cổng, rồi từ từ bò vào trong. 16 giờ 20 phút, xe từ từ bò ra khỏi cổng. Tôi quyết định làm thành phương án và xin ý kiến đánh địch. Trên chấp nhận, tôi và đồng chí Thể thực tập theo phương án nhiều lần. Chúng tôi nhất trí đánh địch vào buổi tan tầm chiều. Anh Thể đưa một trái đặt trước cửa quán cà phê đối diện với cửa hậu của Bộ Tổng Tham mưu. Tôi sẽ mang một trái đặt bên này đường Võ Tánh, lợm thổi qua ngõ cụt. Tôi dự tính khi chiếc xe chở bọn Mỹ và sĩ quan Ngụy từ trong bò ra, đặt trái ở quán cà phê đối diện với cửa hậu của Bộ Tổng Tham mưu phát quả. Số chết nằm lại đó, số bị thương, số còn sống sót ắt hẳn tràn lên ngõ cụt. Trái thứ hai từ bên này đường Võ Tánh thổi qua, quét sạch bọn còn lại. Đây là trận đánh vận dụng kỹ thuật đánh bồi mà tôi đã thành công trong trận đánh nhà hàng Mỹ Cảnh. Trời Sài Gòn đã vào cuối thu, nhưng cái nóng mùa hạ vẫn còn oi ả. Đường phố người qua lại tấp nập. Những anh đạp xe xích lô, những người đẩy xe ba gác nhễ nhại mồ hôi. Mặt đường nhựa như chảy ra loang loáng. Tôi ngồi cạnh lề đường, cái nóng của mặt đường hắt vào mặt rát rạc. Xe ô tô dục qua, hất một lớp bụi vào người. Tấm áo kaki của vợ tôi ngăn lại. Tôi bám chiến trường, theo dõi tình hình của địch, không một phút giây nào rời nó. Nắng mưa, bụi đường không làm tôi nản quyết tâm, lơ ý chí. Trận đánh này, một phần chiến công tôi dành cho vợ và cho đứa con trai đều mong ước của vợ. Tôi tin là nàng đã toại nguyện. Tôi nghĩ rằng, chẳng may mình có hy sinh, con trai sẽ bước tiếp con đường của cha nó. Tôi cho xe đi chậm chậm, bóng xe nghiêng nghiêng đổ vào hè phố. Tôi vừa đi, vừa liếc nhìn đồng chí Thể. Anh xuất phát trước, nhưng tốc độ chậm, nên chẳng mấy chốc xe tôi đã gặp anh. Chiều, nắng vẫn còn phóng những tia nóng xuống mặt đường. Ngõ cụt. Mảnh trúc che đỡ cái nắng rọi vào trong quán, sẽ che luôn những cặp mắt cú giỏ. Thể dựng xe và liếc nhanh về phía cửa cổng đối diện bên kia đường, sửa lại chiếc xe đạp cho cặp sát vào lề. Anh chỉnh lõm trái DH10 đúng vào tâm điểm của cửa hậu Bộ Tổng Tham mưu. Anh ngồi vào bàn gọi cà phê đen, rủ rủ nhẹ những hạt bụi bám vào tay áo, nhưng chính là để liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn 3 phút nữa. Thể giờ gọi thuốc hút. Salem. Không đợi người chủ quán trả lời hết câu. Dạ thưa ông, Salem vừa mới hết. Anh đã bước trái qua quán bên kia và đảo nhanh mắt và bắt gặp tôi. Tôi đi vào điểm đặt trái của mình,
dựng xe và căng cái lõm DH-10 đúng vào tâm đường của ngõ cụt. Sau đó tôi rời xe, bước qua bên kia con hẻm nhỏ. Nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng 2 phút. Trái đầu sẽ phát quả. Tôi men theo dãy phố, những người tìm kiếm mua hàng, rồi dọt qua cổng đường sát xe lửa, lẫn người trong hẻm chật. Tôi gặp cái nhìn khẽ nháy mắt của thể. Trái thứ nhất gầm gian, tiếp theo là tiếng còi rít, tiếng xe gầm rú. Tôi đi sâu vào hẻm chật, vừa đi vừa xem đồng hồ. Tiếng nổ thứ hai, tiếng nổ mà chúng tôi mong đợi gầm lên. Tôi càng bước nhanh. Đèn đường bắt đầu bật sáng. Từ trong cửa sổ nhà ai đó có người nhìn theo. Tôi về đến nhà thì thấy cửa khóa chặt. Hỏi ra thì mới biết, vợ đã mang con vào nhà thương để mà sanh. Tôi vào nhà thương tìm vợ. Trông thấy tôi, nàng cười bằng mắt. Tôi đến bên nàng. Nàng dở tấm chăn đắp đứa bé vừa mới sanh. Con trai. Tôi vui mừng. Nỗi vui của tôi và của nàng, niềm ước mơ dai dẳng nhưng vẫn mong manh, đã thành sự thật. Nàng hứa với tôi, lần sanh này phải là một thằng đực. Nàng nghĩ đến những chuyện mai rủi, nếu tôi có hy sinh, thằng bé nó sẽ thay tôi. Thằng cu nó giống tôi như tạc. Tôi để nguyên chiếc áo kaki nhiều ngày chưa giặt, bộ chiến trường còn phủ kín đôi vai mà ôm hôn nàng. Anh cũng có quà cho em và con, nhưng em ơi, đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ, trong ấy có ghi tên anh, Huỳnh Phi Long, đã dũng cảm thực hiện 2 trận đánh xuất sắc, diệt gần 200 tên xâm lược Mỹ. Nhà nước tặng một huân chương chiến công hạng nhất và một huân chương chiến công hạng nhì. Và cái quý giá nhất mà dành cho em và con, đó là tấm thân nguyên vẹn trở về. Vợ tôi rất hiểu biết, nàng nói. Không một loại huân chương nào quý giá có thể so sánh bằng chàng. Chàng là tất cả hạnh phúc, là niềm vui sướng nhất của đời em. Về đến nhà, con gái tôi như muốn tranh với mẹ nó. Vì suốt thời gian gặp tôi ở bệnh viện, nó không nói được câu nào. Ba ơi, con có em nhỏ, một em trai nghe. Từ đây, con không nhận tiền ăn đi học sáng của ba cho. Ba hãy cho em nó còn nhỏ. Ôi con gái của ba, giỏi lắm. Thương em nhường nhịn cho em. Ba sẽ cho con, cho em đủ tiền ăn sáng, và cả mẹ con nữa. Nghỉ một thời gian lấy lại sức sau khi sinh nở. Đường còn dài mà. Con đi học bài đi con. Mất mấy buổi học, vào lớp nhớ mượn bài của bạn chép lại nha con. Ba ra phố đây, ba kiếm quà cho con. Tôi nói, quay lại lấy thùng đồ nghề của mình rồi đi ra. Năm 1966, năm đầy cam go và thử thách. Quân Mỹ đẩy mạnh đánh phá càn quét nông thôn, rừng núi, đẩy mạnh chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Đài của địch ngày đêm cứ ra xả. Cuộc hành quân liên quân Mỹ diệt vào mật khu, giết hàng trăm tên cộng quân, bắt sống hàng chục tên, thiêu hủy hàng trăm nhà, doanh trại của Việt Cộng. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của không lực Hoa Kỳ, liên quân diệt Mỹ đã đánh tan một đơn vị lớn của cộng quân từ miền Bắc đưa vào, định xâm nhập vào vùng gian của thành phố. Công bằng mà nói, năm 1966, hơn nửa triệu quân Mỹ được triển khai, cộng với hơn 1 triệu quân Ngụy và với binh khí kỹ thuật hiện đại của Mỹ, chúng đẩy mạnh tốc độ hành quân. Chúng ta chưa quen đánh trực tiếp với quân chiến đấu Mỹ, nên có lúng túng ở buổi đầu. Và chính ở buổi đầu, ta cũng đã gặp không ít khó khăn. Trong thành phố, một số cơ sở đã bị địch phát hiện và đánh phá. Phong trào rầm rộ đánh Mỹ của những năm trước tạm lắng xuống.
vợ tôi lại sanh đúng vào những ngày tháng ấy. Thấy gia đình quá khó khăn, tôi có ý nghĩ lắng một thời gian, kiếm một ít tiền về để nuôi vợ con. Trong hoàn cảnh nghèo túng, người ta thường nghĩ quẩn như vậy. Nhưng thật ra, trong hoàn cảnh đất nước như vậy, thì làm thế nào mà lắng cho được? Từ nhà, mang chiếc thùng đồ nghề của mình ra đi, tôi lang thang gần như khắp chỗ trong thành phố. Nhưng chỉ kiếm được đủ cho bữa cơm chiều. Tôi quay về đưa tiền cho vợ, rồi lại trở ra. Khi đi ngang qua trước cửa phi trường Tân Sơn Nhất, lúc ấy khoảng 17-18 giờ, tôi bỗng thấy một tốp lính Mỹ, sĩ quan từ trong sân bay kéo ra, đứng ngay cạnh cổng sân bay. Một chiếc xe buýt chạy đến đổ lại, cả bọn chen nhau lên xe. Phản xạ tự nhiên của một chiến sĩ biệt động là nghĩ ngay một phương án đánh địch. Tôi theo liền 5 ngày và quyết tâm diệt chúng. 5 ngày ấy, tôi ngồi lì ở một góc đường, thuận tiện cho việc quan sát. Không ngày nào mà tôi kiếm đủ tiền để mua gạo cho vợ và con. Đến ngày thứ 5, tôi kết luận. Sự đi lại, đợi chờ, giờ giấc của tớp lính và sĩ quan Mỹ ở trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất đã trở thành quy luật. Tôi bàn với đồng chí Thành, hai anh em nhất trí tiến hành đánh địch. Hôm ấy là ngày 30 tháng 4 năm 1966. Thành mang trái, tôi canh gác và bảo vệ cho anh. Bọn Mỹ đến tụ lại đây là bọn kỹ thuật, cố vấn cho máy bay, rất khó đào tạo. Địch bố trí canh gác rất nghiêm ngặt. Cảnh sát, công an chìm nổi, tuần tra canh gác. Nhất là giờ bọn Mỹ chuẩn bị ra xe. Thành đưa trái và ém trái một cách tài tình. Tên cảnh sát đến đứng ngay trên trái anh đặt mà nó vẫn không hay biết. Hắn nói gì đó với Thành. Đứng xa tôi không nghe thấy. Xem đồng hồ, tôi giật mình. Còn hơn một phút nữa là trái nổ. Đằng kia, ở cửa sân bay, bọn Mỹ vội vàng kéo ra chỗ ngồi chờ đợi. Tôi lo cho số phận của Thành, nhưng liền trong đầu dục lóe lên, tôi gọi to. Anh Thành, cho tôi mượn tờ báo. Thế là Thành vội phóng đến chỗ của tôi. Anh vừa bước sang bên kia đường thì trái bật nổ. Tên cảnh sát đứng nói chuyện với Thành khi nãy, bay đâu mất. Hơn một chục tên Mỹ ngã gục. Tôi về với cái túi rỗng, bụng nghĩ, thế nào rồi vợ con mình cũng có sự buồn phiền. Nhưng nàng lại rất vui khi thấy tôi. Mình lại lập công nữa đó hả mình? Sao em biết? Ở cái thành phố này, cái gì xảy ra mà giấu được hả anh? Phải, anh và anh Thành vừa đánh diệt được nhiều tên Mỹ và một số tên cảnh sát ngụy ở ngay trước cổng phi trường Tân Sơn Nhất. Do đó mà... Không đợi tôi nói hết câu, nàng cắt ngay. Hôm qua em đi chợ kiếm đủ cái ăn, anh đừng có lo. Ôi, em vừa mới sanh mà. Không sao, em biết liệu sức mình. Con gái đang chơi với bạn ở nhà bên, nó chạy về. Ba về. Ba ơi, hôm qua mẹ đi chợ, con ở nhà trông em. Em con nó ngoan lắm, nó ngủ suốt. Mẹ đi chợ về mà nó vẫn chưa thức. Con bé nói một thôi như đã chuẩn bị sẵn. Mà ba nhớ sáng mai ba phải cho con tiền ăn sáng đi học đó nghe. Má không cho con sao? Má đi chợ chỉ đủ tiền ăn gạo. Má nói với con như vậy. Ôi con tôi. Tôi ôm nó vào lòng mà nước mắt tuôn trào. Ba hứa, bà sẽ cố gắng chiến đấu cho gia đình ta bớt cảnh đói nghèo, cho mẹ con bớt nỗi nhọc nhằn hôm nay. Sáng hôm sau, tôi phải đi sớm để rà lại cho kỹ mục tiêu. Bãi đậu xe phía sau tòa nhà Quốc hội Ngụy. Bãi đậu xe này dành cho cư xá Brink,
nơi cư trú của bọn tướng lĩnh và các sư đoàn, binh đoàn thiện chiến Mỹ đóng quân quanh Sài Gòn. Tôi ngồi trong quán cà phê đối diện với bãi xe, quan sát cách đi đứng, canh phòng, giờ giấc xuất phát và trở về. Từ 7 giờ kém 5 đến 7 giờ 20, trong khoảng 30 phút ấy, cho trái nổ thì thật là lý tưởng. Tôi bám mục tiêu khoảng 2 tuần lễ là hoàn thành phương án đánh địch. Được trên nhất trí, tôi hứa, quyết đánh trận này để chào mừng ngày sinh của bác. Đúng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 1966, tôi đến nhà cơ sở ở số 99-14, đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Chủ nhà là vợ chồng của anh Nguyễn Văn Tắm, gốc người Bình Mỹ, huyện Hóc Môn. Tôi moi trái DH-10 trong kho vũ khí lên, đấu dây, câu đồng hồ. Nhưng chẳng may, kiếp của trái phát nổ. Tiếng nổ bất ngờ, khói và lửa phả lên mặt. Trong tích tắc, mắt của tôi không thấy gì cả. Phải qua một đôi giây, tôi mới kịp xem lại mình và nhìn khắp lượt ngôi nhà. Tôi không hề hấn gì. Trong nhà chỉ có một cháu bé, đầu cháu bị trúng một mảnh nhỏ. Máu ra nhưng vết thương không nguy hiểm. Tôi liền nghĩ ra kế khắc phục liền. Tôi thét to, cốt để những nhà chung quanh nghe thấy. Tao đã bảo mà, bơm vừa vừa thôi không nghe, cứ còng xương sống lên mà bơm, biểu sao mà không nổ. Nói rồi, tôi lấy vải thấm nước lau sạch khói thuốc còn bám vào cột vách nhà và bỏ trái trở lại xuống hầm, ngụy trang kỹ lại. Cùng lúc ấy, chị chủ nhà bình tĩnh băng lại vết thương cho cháu. Con bé vẫn còn thút thít khóc. Tên lính từ ngôi nhà đối diện thò mặt vào cửa sổ. Có lẽ do trời hay còn tối, và ngôi nhà của anh chị Tắm cũng không được sáng cho lắm, nên nó không nhìn thấy gì. Tôi mở khóa khẩu côn và nép mình vào tấm vách đứng đợi. Tên lính đi rồi, tôi tiếp tục dọn dẹp. Kiếp nổ đã làm hỏng chiếc lớp xe xích lô nhà ông chủ. Thế là trận đánh lập thành tích để chào mừng sinh nhật bác đã không thực hiện được. Nơi đây có lẽ bị lộ. Hai trái DH-10 với 20 trái lựu đạn đang nằm trong nhà của anh Hai Tắm. Tính sao đây? Tôi quyết định, việc cấp bách là phải chuyển số vũ khí ở nhà anh Hai Tắm đi nơi khác và tiếp tục theo dõi xem mình có bị lộ hay không. Sáng hôm sau, tôi đến nhà anh Hai Tắm để đưa số vũ khí ấy đi nơi khác. Tôi đi bằng chiếc Vespa và cho hết số vũ khí vào trong hai chiếc bao tải, ràng chặt nó vào sau xe. Gần tới ngã rẽ vào đường Nguyễn Văn Đậu, ruột bánh xe sau bất ngờ xì hơi. Tôi đành phải xuống xe để mà dắt bộ. Dắt được mấy bước, thoáng thấy tên cảnh sát đang chăm chú nhìn tôi. Sợ tên cảnh sát theo dõi, tôi phủ đầu hắn trước. Ông có biết chỗ nào giá xe không? Tên cảnh sát thuận miệng chỉ liền. Đó, chỗ có chiếc xe đạp dựng đó. Tôi gật đầu cảm ơn và để dội xe hướng theo tên cảnh sát đã chỉ. Tôi vừa đẩy xe vừa tính. Từ đây đến cơ sở mất một đoạn đường khá xa. Tiếp tục đẩy xe nặng nề mà rụt bể như thế này thì bao giờ mới đến? Nếu như tấp vào để giá, liệu người giá xe có để yên ba cái đồ nặng nề trong bao cho tôi hay lại bới tung lên? Đắn đo, cân nhắc, tôi thả đẩy. Gần 3 tiếng đồng hồ phơi mình dưới nắng hè gay gắt, tôi mới đến được cơ sở ở Gò Vấp. Đó là nhà của người dì ruột của chị Nguyễn Thị Chăm, vợ của anh Thành. Thật bất ngờ, tôi vừa đến nơi thì cuộc hành quân cảnh sát vào vùng này cũng đã bắt đầu. Tôi vừa đẩy xe vào cổng, Thành ở đâu không rõ chạy ào về. Nhìn thấy tôi, Thành la lên. Cảnh sát,
anh Long. Thành nói và chạy đi. Tôi đang lúng túng thì dì ba, dì của chị Chăm chạy ra. Gì đó, vũ khí hả? Tôi gật đầu và chỉ cả vào hai cái bao. Dì ba dục. Chạy đi con, cái đó để dì lo. Tôi chỉ kịp dựng xe vào một gốc cây là luồn qua nhà bếp, thoát cửa hậu. Đi ngang qua thúng đựng bánh tét để trên bụng ngựa, tôi không quên cầm theo một chiếc cho dưỡng bụng. Tôi và Thành coi như thoát. Tôi lo cho hai cái bao tải đầy vũ khí, một tài sản kết sù của chúng tôi. Nhưng hối hận là việc đã rồi. Tôi ngồi dựa vào gốc của một cái lùm cây. Đói quá, tôi bóc đòn bánh tét ra ăn. Không biết Thành đi hướng nào. Hai đứa quá dội nên không kịp hợp đồng với nhau. Mỗi đứa mỗi nơi. Thôi thì cũng tạm yên tâm. Chỉ có hai bao vũ khí là làm tôi thấy lo lắng. Khi tôi đi rồi, dì ba nhanh chóng lấy vũ khí đặt vào quan gánh, rồi chất bánh và chuối đẩy lên trên, gánh đi. Vừa bước ra khỏi cổng, một tấm lính sọc đến. Lúc đầu dì định gánh thẳng xuống bưng, nhưng thấy mấy tên cảnh sát, dì giờ trở vai đi thẳng đường ra chợ. Một tên cảnh sát gọi hỏi: "Ê, bà già, bà gánh cái gì đó? Có phải gánh lựu đạn không vậy?" "Dần dần, gánh lựu đạn đi tặng mấy thầy đây." "Lựu đạn hả? Tôi không nhận đâu." "Thầy không nhận, tôi gánh đi chợ bán." Một tên cảnh sát khác thấy bánh tét và chuối trong đôi quan gánh, nó la lên và áp lại: "À, bánh tét và chuối xiêm chín tụi bay ơi." Một tên đứng ở xa nói với tới: "Lựu đạn không nhận, nhưng bánh tét và chuối thì nhận ráo, hai tụi bay." Nghe tên lính nói, tớp cảnh sát dây lấy gánh bánh và chuối. Dì ba vẫn thản nhiên bước đi. "Không được đâu, bánh và chuối của người ta đặt. Mấy chú muốn ăn, ngày mai tôi sẽ gói và tặng cho mỗi chú một đòn." Nghe nói, bọn cảnh sát cười ồ lên. "Sống lúc nào ăn lúc nấy, không cho bánh thì bà cho chuối vậy." Một tên vừa nói vừa lấy một nải chuối trong gánh. Bà quay lại: "Nè, tôi nói cho mà biết, cái ông có phải là lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay không?" Nghe giọng nói cứng của bà, tên cảnh sát trả lại nải chuối. Sau sự cố ấy, tôi trở lại bám chiến trường và nhà cơ sở. Hơn một tuần theo dõi điểm chiến đấu và cơ sở chứa vũ khí, cả hai đều không thấy có dấu hiệu gì đã bị địch phát hiện. Để đồng chí Thành và đồng chí Rẫy ở lại bám chiến trường, tôi về cứ xin chỉ thị cấp trên. Được chấp nhận, tôi cấp tốc quay trở lại chiến trường, tiến hành công việc mà mình đã dự định. Trước tiên, tôi mời đồng chí Thành và Rẫy đến trình bày phương án đánh địch, được trên duyệt và phân công công việc cụ thể của từng người. Tôi ôm trái, giữ phần chủ công. Có thể đánh theo phương pháp bỏ quên hay cường tập, tùy tình hình thực tế của chiến trường. Thành bám sát và bảo vệ khi tôi đang tiến đánh, cũng như khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Rẫy thì quan sát từ xa, và khi tình huống xấu có thể xảy ra, anh bước vào chiến đấu để tôi và Thành rút. Phân công xong, chúng tôi hợp đồng giờ giấc, điểm tập kết và xuất phát, rà lại lần cuối nhiệm vụ và chức trách của từng đồng chí một trong trận đánh ngày mai. Chia tay nhau, tôi về nhà. Trời đã về khuya, trăng cuối tuần cũng đã lặn, đường phố thưa người. Quanh nhà, hầu như mọi người đã yên giấc, chỉ mỗi vợ tôi đang trông đèn đợi. Tôi vào, nàng buông mũi kim, ngước nhìn tôi, đôi mắt trũng sâu và thâm quầng. Tôi đưa tay vuốt mái tóc nàng. "Em có bệnh gì không mà trông em ốm quá vậy?" "Không, em có đau ốm gì đâu. Dạo này em khỏe lắm anh à." Tôi biết là nàng đã giấu tôi.
Sau khi sanh, nàng đâu có được bồi dưỡng gì, lại phải thường xuyên ăn đói nhịn khát. Tôi nhớ khi mới gặp nàng, một cô gái hóc môn, dài quải đôi quăng gánh, gương mặt hồng hào. Nàng mặc bộ đồ bà ba đen, càng tô nước da trắng hồng. Thế mà bây giờ, mắt của nàng trũng sâu, da xanh, đôi mắt hằn những dấu chân chim. Tôi ôm hôn mái tóc khô và cứng của nàng. Độc lập rồi, anh sẽ mua cho em bộ ba ba, giải màu hoa cà và một chai dầu gội. Em sẽ gội lại mái tóc vốn đã mượt ống ngày xưa, và em mặc bộ đồ bà ba mà anh đã mua. Chúng mình sẽ dẫn con đi thăm lại chiến trường xưa, nơi anh và đồng đội đã cho hàng trăm tên giặc Mỹ đền tội. À mà quên, anh sẽ mua cho em một đôi, mà em thích đi dài hay là đi guốc? Ấy, già rồi mà còn đi guốc, đi dép cho tiện anh à. Ờ, phải, anh sẽ mua cho em một đôi dép đẹp. Chúng mình sẽ... Còn con thì sao anh? Ừ ha. Chúng tôi đành bỏ dở câu chuyện ngày mai. Tôi báo cho vợ, sáng mai anh sẽ ra trận. 5 giờ sáng, tôi đến nhà anh Hai Tắm để nhận vũ khí. Cách đây 2 hôm, tôi đã chuyển từ Gò Giáp về. Rút kinh nghiệm khi câu dây, đấu kiếp, tôi tiến hành hết sức thận trọng và cho đồng hồ hẹn nổ đúng 7 giờ. Tôi ràng trái vào xe và đẩy lên đường cái. Trời còn sớm nên người vẫn còn thưa. Tôi cho xe đi thì chợt nhớ ra mình đã quên hôn con gái và để lại tiền cho nó ăn sáng đi học. Tôi thầm nhủ, con gái ơi, hẹn với con khi ba trở về. Xe và người đã bắt đầu nhộn nhịp trên đường phố. Những chiếc xe quân cảnh, công an dục qua. Tôi bị kẹt trong một lần đèn đỏ, nhưng thời gian hãy còn đủ để tiếp cận với mục tiêu. Qua tiếp 2 ngã tư, đến ngã tư thứ 3 thì đã thấy Thành đang ngồi uống cà phê trong một cái quán. Tôi nháy mắt với Thành. Thành uống vội cà phê, trả tiền và bước theo. Thành đi không vội lắm. Mắt anh và tầm súng của anh đủ can thiệp khi tôi lâm nạn. Đến đầu đường An Thông ra đường Hai Bà Trưng, Thành bước chậm lại. Anh ghé vào một cái quán cà phê, vừa gọi cà phê vừa phóng tầm mắt theo dõi tôi. Tôi dừng xe theo phương án 1, xuống xe giờ xoay người để nhìn vào bãi đậu xe. Một tên quân cảnh từ bên kia bãi đậu xe bước vội đến chỗ của tôi. Với phản ứng tự nhiên, Thành đưa tay sờ vào khẩu súng. Nhưng vừa thấy tên quân cảnh đi về phía mình, tôi liền gọi to, báo. Cậu bé bán báo dạ lên một tiếng rồi chạy tới. Tôi cầm tờ báo, trả tiền, rồi quay lại với xe của mình. Tên quân cảnh dừng lại, đưa nòng khẩu súng ngắn đẩy ngược chiếc mũ sắt của hắn đang đội sau gáy lên một chút. Thấy tên quân cảnh thôi để ý tới mình, tôi liền đẩy và dựng xe đúng vào chỗ phương án 2 mà chúng tôi đã dự kiến. Thành bước vội qua bên kia đường. Anh xem đồng hồ, còn đúng 1 phút. Khi tôi vừa lách vào một con hẻm nhỏ thì một tiếng nổ cực lớn, tiếp theo đó là tiếng còi, tiếng súng nổ cùng một lúc. Cả khẩu đại liên đã ký sẵn trên các cao ốc quanh bãi đậu xe đều tức tối nhả đạn. Một chiếc xe buýt của Mỹ đang trên đường với vận tốc cao đã lọt vào lưới lửa của gần chục khẩu đại liên. Thế là cảnh sát ngỡ quân cảnh bắn, quân cảnh lại tưởng bị cảnh sát chơi xỏ mình. Một trận ác chiến giữa quân cảnh và cảnh sát hơn 30 phút đồng hồ. Tôi đang đi, bất chợt giọng nói của cô Sướng Ngôn Viên dặn đến tai. Thông báo của Tổng thống Nixon, sự cố ở bãi đậu xe phía sau trụ sở Hạ nghị viện Sài Gòn là sự nhầm lẫn của quân cảnh Mỹ
và cảnh sát đô thành. Chánh phủ Mỹ thành thật cáo lỗi và xin tiến hành điều tra, bồi thường thỏa đáng. Chánh phủ xin cải chính tin. Việc cộng cho nổ trái gây thiệt hại lớn cho tướng tá Mỹ. Tôi nghe mà thấy tức cười. Giá có thể tôi sẽ hét to vào cái đài đang đưa tin rằng không phải vậy. Chính tao, Huỳnh Phi Long và đồng đội biệt động đánh đó.